Xin chào cô chú anh chị em đang theo dõi kênh Hà Phương Cuộc Sống Của Người Việt. Dù có đi đến đâu, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì mình cứ vẫn hướng về quê hương, nơi được sinh ra và lớn lên, nơi có ông bà, cha mẹ, nơi có người thân bạn bè ở đó. Hôm nay em về thăm bố mẹ của em đây cả nhà mình. Em mời cả nhà mình xem hình ảnh của người cha và người mẹ của em nha. Đây là những cái cây cảnh mà ở trong sân mà bố em trồng đấy cả nhà mình ạ. Bố em thì rất thích trồng cây và chăm sóc cho cây, cho nên là cây nào nó cũng đẹp ấy. Đây cả nhà mình ơi, những cây si này trồng nhiều năm lắm rồi đấy ạ. Em cũng không nhớ từ bao nhiêu năm, nhưng mà cũng lâu lâu rồi, tại vì bố em nghỉ hưu ấy, là bố em đã mua rồi xin những cây này về trồng đấy cả nhà mình ạ. Hàng ngày ông rất thích chăm cây, tưới tắm rồi bón cho cây. Đó, đây cây si mấy tầng này, cảm nhận mình đẹp không? Bây giờ em dẫn cả nhà mình sang thăm những cái hộp xốp để trồng rau của bố em nha. Bố em là chuyên thích trồng rau để tự trồng tự ăn cho nó sạch ý. Đối diện nhà em ý ạ, là có một cái khoảng đất trống mà người ta chưa sử dụng đến. Thế bố em mượn, bố em trồng những cái cây rau sạch cho cả nhà mình. Bố em quây đất lên đây này, bố em trồng đấy ạ. Đó, hàng ngày hai ông bà thường ra lấy cái rau này ăn thoải mái lắm cả nhà mình. À còn đây là mẹ em á, mẹ em đang sam đấy ạ. Mẹ em lấy rổ để mẹ em mang rau ra nhặt đấy ạ. Bố mẹ em rất thích trồng cây, tại vì là khi mà trồng cây ấy, thì nó đảm bảo cho mình là cây rau sạch và đảm bảo được an toàn cho sức khỏe. Bố em thì năm nay cũng là 75 tuổi rồi, mẹ em thì cũng 73 tuổi rồi cả nhà mình ạ. Hai ông bà đều nghỉ hưu và có lương hưu như cả nhà mình, cho nên là cuộc sống nó cũng không giàu có nhưng nó cũng là ổn định ạ. À, đây là bác hàng xóm để sang xin cây về trồng đấy cả nhà mình ạ. Bác nhổ những cái cây này về bác trồng đấy ạ. À, đối diện đây là nhà em với cả nhà mình. Bố mẹ em đang ở đây. Đó. Thì có hai ông bà ở với nhau thôi. Nhà em thì có ba người. Ông anh trai thì lại không ở quê, mà ở bên sinh sống ở bên nước ngoài. Còn em cũng xa quê ở Hà Nội với cả nhà mình. Còn cô em thì ở Thái Bình nhưng cũng không ở chung với ông bà. Đây là đất Thái Bình nha cả nhà mình. Đây là xã Hoàng Diệu ạ. Rồi, bây giờ nó ẩm ẩm, nhổ nó dễ. Chỗ chân cầu Bo Cũ ạ. Thấy bằng đấy là đủ rồi đấy ạ. Hả? Bằng đấy là đủ rồi. Ăn bếp liếc ở nhà. Đây cái cây ớt đi. Đấy, thì kia cái rau. Làm chị cứ vắt ra vào góc mà nó vừa. Cho cô cắt cái hẻ lên. Mang làm mà ăn. Rau ngọt lắm. Thầy ăn thích lắm. Rau này là rau sạch này, rau này là ăn ngọt này, tối nay ăn lẩu, mẹ con ăn lẩu này, đấy, là ăn với lẩu gà này, lẩu cá này, lẩu ngao này, lẩu mực, lẩu tôm đấy chứ. Lẩu mực này, lẩu tôm này. Mấy khi con gái? Mấy khi con gái về đái bố mẹ này. Ông thích lao động lắm đấy cả nhà mình ạ. Lúc nào cũng luôn chân luôn tay ý. Đấy, cái tay bên trái của bố mình nó đã bị gãy là mấy lượt rồi ạ. Từ cổ tay cho đến khuỷu tay cho đến trên vai đấy ạ. Đấy cả nhà mình thấy không? Ông chăm chỉ không? Ngày nào cũng chăm rồi tưới, cho nên là rau nó lớn rất nhanh đấy ạ.
220.000 cân à? Đây nhá, 3 cân đúng không? 666. Đây. 666 thì tính ra tiền Trung Quốc là gần 200 tệ. Hay là bò Trung Quốc đây? Bò ta mình. Bò ta mình. Đây là những cái món ăn mà hôm nay mình đi chợ mình mua để mình đãi bố mẹ mình nha, cả nhà mình. Lúc mình đi chợ thì mình cũng có một hai món mình cũng quên không quay ý. Đó. Đây là mình mua cái chỗ chợ chợ Đề Thám bên thành phố Thái Bình nhé cả nhà mình. Cái chợ đấy nhiều đồ biển lắm nhé cả nhà mình ạ. Xin mời cả nhà mình cùng ăn nha. Hôm nay còn có cả chồng của mình nữa này, với cả cháu con nhà ông anh cũng về với ông bà luôn ý. Lát nữa cả nhà mình xem mặt của chồng mình nha. Ông cắm vào nhá. Qua đây. Đã làm gì có nước? Hả? Chưa có nước. À, có nước rồi cắm vào. Ồ, đấy. À, đúng rồi. Kình vơi nhỉ. Cháu đi xe đấy. Bảo anh Sinh. Bắt đấy. Cầm cho đi cho chó đây. Này. Trời lâu. Cho nó đi vào. Con sủ ơi, con sủ không ăn hay sao mà con sủ. À sôi đấy. Sôi rồi. Đây, qua đây, cái nồi này nhanh mà. Kéo. Ăn cơm xong thì mình dẫn mẹ mình với cháu mình đi mua đồ nha cả nhà mình. Tại vì cũng lâu rồi mình cũng không dẫn bà đi mua đồ với cả đi chơi ạ. Video của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả nhà mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, để em có động lực ra những video tiếp theo cho cả nhà mình xem ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.